ngon thiệt đó, rang bẻ sầu riêng thơm ngọt béo có bán nha bùi. Hỏi có bán sầu riêng không rồi. Cái này chín cây vậy. Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana US. Hôm nay em gái của Hana với lại mấy chị đẹp của em sẽ dẫn sẽ thay Hana dẫn mọi người đi vô khám phá vườn sầu riêng ở An Giang nha. Đẹp nhất luôn nè, đang bẻ sầu riêng. Ai đó? Có ai bằng hình này đâu? Ngon thiệt đó, rang bẻ sầu riêng thơm ngọt béo có bán nha bùi. Hỏi có bán sầu riêng không rồi. Ở ngoài hai cái mỏ cái đứa đâu có đỏ, sao vô đây đỏ như trời. Màu nó lên á, gần màu chứ không phải lên đường. Gần hai tháng rồi đó, tính đi dọn nào. Không mà căng biết nhiêu ký nữa mấy cha. Trái này chưa chín mà chị thấy trái cỡ mấy kilo chị thôi, trong đó kìa. Mấy kilo đó, trái đó đó cỡ 3 ký trở lên đó. Chị thấy nó vậy chứ nó nặng ký dữ lắm. Trời ơi, nhìn sai trái mình thấy thèm luôn cả nhà ơi, chín luôn nha cả nhà nha. Đưa em nó đi, nó nói là nó chín tại vườn luôn nha. Rồi cái này nè, mùa này nè, người ta hái xuống về nhà là nó chín tư chín cây luôn. Cả nhà cứ xem ở trên YouTube, có nhiều người ta nhúng thì cũng có thiệt, nhưng mà mùa này á là nhúng gì chín người ta còn không ngon, người ta bán còn không kịp nữa đó cả nhà ơi, cho nên người ta không có nhúng đâu nha. Rất là nhiều trái đó, nó rụng liền liền luôn, người ta bán. Và cái này á là về là nó còn tươi xanh, nó cái gai còn tươi xanh luôn. Còn mình mua sầu riêng mình đừng có mua cái trái mà nó nhúng mà vàng khè đó, cái vỏ vàng khè, còn cái này cái gai còn tươi xanh luôn nha cả nhà nha. Nhìn hấp dẫn lắm. Đây là vườn sầu riêng ở chợ mới An Giang, vườn sầu riêng tên là Tám Long nha. Trời, Hana cũng không có được về, cho nên cho em gái của Hana với lại mấy chị đẹp của em dẫn cả nhà đi tham quan vườn sầu riêng chợ mới, vườn sầu riêng Tám Long chợ mới An Giang. Trời ơi, nhìn thấy mê không cả nhà. Tên nó trái gì mà trái quá trời, lúc tôi về sao nó không có cho tôi đi ăn. Trời ơi, thấy thèm quá, năm tới chắc là phải về ngay mùa hè quá. Trời ơi, trái nhìn thấy mê không cả nhà, nhìn mê gần chết luôn cả nhà ơi. Hay nào edit video mà thấy hai em ăn mình thấy bình thèm á. Trời quá trời trái luôn cả nhà ơi, nhìn thấy mê nha cả nhà nha. Ở đây là vườn sầu riêng Tám Long ở chợ mới An Giang nha đó. Trời ơi, một chùm gì nó năm sáu trái luôn á cả nhà. Trời nhìn mê luôn ha. Bởi vì bên đây mình ăn toàn là đông lạnh không à, thấy chán. Ngon quá cả nhà ơi. Đó, nhìn thấy hàm nha. Thôi bây giờ mình ngắm đỡ đi. Xem đỡ đi. Quá wow, trời trái luôn cả nhà, nhìn mà mê chết luôn á. Mùa này á là do là hay nay về không có được, là do bên này mùa này á là làm neo bận rộn lắm cả nhà. Cho nên hay nay nhờ em gái với lại mấy chị đẹp đại diện đi dẫn cả nhà đi tham quan vườn sầu riêng nha. Đó. Nhìn thấy mê chưa? Mê không? Mê chết luôn á, trời ơi. Ta nói nó thèm, nhìn thấy là thấy mê rồi. Cái này là chín hái xuống là để là chín cây luôn á cả nhà. Hái mà nó già đó là mình đó, một chùm này tới mấy trái luôn nè. Nó vậy mình ăn nó đâu có độc gì đâu, đâu có hại đâu. Cái chùm này mấy trái luôn nè cả nhà, nhìn thấy mê không cả nhà? Thiệt chứ Hana mê cái mùi sầu riêng này dữ lắm luôn á nè. Thèm ha, nhìn khui ra nó giòn que luôn. Trời ơi, nhìn thấy mê không? Nhìn thấy mà trái sum xê luôn cả nhà. Mà vô đây mình có sợ nó bị rụng rớt trên đầu mình không ta? Nhiều khi nó chín nó rớt trên đầu bất tử sao ta? Hay là chưa có đi vườn sầu riêng nha. Ở miền Tây mà nào bây giờ đi ra chợ mua ăn không, mà bây giờ mới biết thích đi vườn. Từ khi qua Mỹ là lại thích đi vườn nha cả nhà nha. Trời ơi, nhìn thấy mê quá cả nhà ơi. Nè, ở Việt Nam mà mùa này mà không đi thì tiếc lắm cả nhà nha. Mùa này mình tranh thủ mình đi vô đó mình ăn tại chỗ luôn, nó tươi, ngon, tươi luôn. Trời ơi, nhìn thấy ham. Bởi vậy thôi bên đây mình ăn đỡ cái trái khác. Trời ơi, nhìn được quá trời trái sum xê luôn cả nhà, nhìn mà mê chết luôn á. Trời ơi, nhìn thấy mà thèm luôn á. Quá trời ngon, trời trái tới dưới đất luôn cả nhà. Cái cây trái sum xê tới đất, 1 2 3 4 5 6 7 8 trời quá trời trái luôn.
Ước gì tôi được đi mùa này là sướng luôn. Đúng rồi, có tới tặng tài xế không? Có cái đồ khui chuyên nghiệp luôn nè, cả nhà thấy không? Ta để vô nghỉ cái ta tách cái nó ra rồi. Đó, thấy chưa? Thấy khui chuyên nghiệp luôn mà, đó. Cái món quay này nó tới 20 nghe. Ăn hồi sớm giờ mấy triệu quạt rồi đó. Rồi ba trái gì sao? Em không có lấy đâu. Mấy triệu quạt là bà này có lấy. Thôi giờ đi ra thì đợi em đi chứ. Em ăn liền á. Ừ. Đủ đi. Em mua rồi. Đây là cái lối vào của vườn sầu riêng ở chợ mới tại vườn Tám Long, là vườn tên Tám Long ở chợ mới An Giang cả nhà nha. Đó, đây là cái vườn sầu riêng đó, tên là Tám Long, cả nhà nhớ đến đây nha nếu ai ở gần nha. Đó, ở xa cũng đến luôn nha. Vườn này bán rất là đàng hoàng luôn, bán cho mình khui ăn này nọ luôn. Rồi đó, cả nhà thấy không? Khui tính tiền nha, chứ không phải cho ăn free nha. Rồi, đây là cái lối vào nha cả nhà nha. Rồi một lần nữa mình chiêm ngưỡng, mình ngắm lại những trái sầu riêng xum xê đi cả nhà ơi. Đó, tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.